Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay là một chiếc xe đạp đua mang thương hiệu Java của Ý. Chiếc xe được trang bị khung nhôm cả carbon và bê đan cá, và đặc biệt là có bê đan cá bác nhé. Vâng, đây là một chiếc xe mang thương hiệu Ý Java, về cũng khá nhiều bên em và bán rất là chạy. Giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và chiếc xe có màu cam, đen và xanh. Chiếc Java màu xanh hiện trên khung xe rất là nổi. Vâng, khung xe như các bác nhìn đây, đây là cả carbon các bác nhé. Khung xe như các bác nhìn đây thì là khung kiểu dẹp dẹp, có để xé gió các bác nhé. Chiếc xe này nếu mà đi đua ấy, rất là nhanh, khung khí động học, sẽ tối đa lực tối đa nhất lực cản của gió. Đây như các bác thấy khung dẹp này. Một chiếc Java Siluro. Đây là yên, và yên nguyên bản của DK. DK là một hãng làm phụ tùng độc quyền của Java, thương hiệu Ý Siluro DK. Có yên nguyên bản theo xe, có yên dẹp. Em đánh giá chiếc xe này trên 85%. Đây là một chỗ để điện thoại hay để đèn tùy. Các bác mua về có thể nghiên cứu. Đây, người dùng trước người ta đã lắp vào. Bắt bằng cái lục long. Đây một cái tem của xe. Được trang bị dây âm sườn cao cấp. Những xe cao cấp thì thường được trang bị dây âm sườn. Và đây là một bộ đồng hồ đo tốc độ. Vâng, đây vẫn hoạt động rất tốt các bác nhé. Khi quay bánh này vẫn nhảy. Trang bị nguyên bản theo một đồng hồ đo tốc độ người dùng trước người ta đã sử dụng. Và đây là càng carbon, những vân rắn carbon đây, ổ theo xe càng nguyên bản của Java. Đùi đĩa của nguyên bản của DK, nguyên bản theo xe. Bộ vành sau nguyên bản của DK. DK vẫn là một hãng làm phụ tùng nguyên bản của thương hiệu Java này, rất là nổi tiếng rồi. Đây là cái chắn đĩa không cọ vào khung, các bác có thể xé ra. Đây. Quá được. Đến với phần đầu của xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay lắc của Siorosura cao cấp. 9 lip, 9 tốc độ đây. Đây là bên lip 9 tầng. Bên đĩa 2 tầng cho xe 18 tốc độ. Bộ phanh 3 mảnh. Và trước khung xe có logo của nguyên bản của hãng Java. Uno là đây 6061. Trang bị ghi đông nhôm 6061 của Uno. Rất là nhẹ các bác nhé. Chiếc xe rất là nhẹ. Đây là DK này. Cổ Ford. Cổ Ford ghi đông. Vâng, và bên cạnh đấy thì là bộ bánh trước DK luôn.
thông số là 700 × 23C. Xe được trang bị bộ bê đan cá cao cấp. Vâng, bê đan cá các bác nhá. Bê đan mắc, các bác có thể mắc giày ở đây để đạp, rất là tiện lợi. Bộ bê đan này trên ngoài thị trường bán giá thành khá là đắt. Và rất hiếm con về những bộ bê đan như này. Đây là Shimano Sora gạt đĩa, củ đè của Shimano Sora. Vâng, bây giờ em sẽ đo chiều cao xe đứng của xe. À đây, xe có ghi đây 46 các bác nhá. Xe có size 46, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Đến dưới 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Size 46. Quay clip xong rồi. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Xe được trang bị 9 tầng lip. Đây, lên lip đây. Chuyển động rất tốt. Bộ lip của Shimano, nguyên bộ group của Shimano Sora. Súng lip, củ đè của Shimano Sora. Vâng, sang bên tay phải em. Bên tay phải em là 2 tầng đĩa. Đùi đĩa của DK. Vâng, xuống kia. Vâng, đấy là toàn bộ chuyển động của xe. Máy cũng có tiếng của khối nổ. Đây là khóa yên dưới khung. Vâng, em vừa review xong chiếc xe Java Siduro được trang bị khung nhôm, khung hợp kim nhôm cả carbon, tất cả đồ nguyên bản nguyên zin DK, và được trang bị thêm nâng cấp thêm một bộ bê đan cá. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709913 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.